Rồi, xin chào cả nhà. Thì hiện tại mình đã làm chống hồng xong hết 4 cái bánh và để cho nó một thời mấy ngày nó ngưng lại để cho nó khô hết tất cả. Thì bây giờ bắt đầu mình đi test xe từ Tây Ninh về tới Bạc Liêu. Thì đây là cái số km đầu tiên của mình bắt đầu xuất phát ở tại Tây Ninh. Thì trong lúc này là pin nó còn được 92% để mình xuất phát mình đi nha. Trong thời gian mình đi hình như là mình không có nhiều máy để mình quay lại, mình chỉ có quay lại một cái khoảng chừng đường nào đó thôi, tới lúc nào mình sạc. Hiện tại thì 2.220 km bắt đầu mình xuất phát, nằm ở 92% của pin. Đây. Thì sau khi mà mình làm xong hết cái cách âm và tiêu âm á, thì hình như là hoàn toàn cái tiêu âm ở cánh quạt á, nó hết luôn hoàn toàn, mình không còn nghe được cái tiếng quạt nữa. Nhưng mà sau 4 cái bánh mình làm á, thì anh em cũng còn nghe được hơi cái tiếng nó hơi nhỏ, thì nó đỡ hơn cũng được rất là nhiều. Tại vì lúc ban đầu về là mà mình đi những cái phân khúc C nó đã im, nhưng mà vô xe điện thì nó không còn nghe được cái tiếng máy và cái tiếng động cơ, mà nghe nó lại là ồn nhiều. Thì mình mới quyết định là làm cách âm cho 4 cái bánh xe. Thì mình cũng nghe lại anh em nói thôi, là thường thường là nó kêu 4 bánh xe rất là nhiều đó, giờ nó chỉ còn lại cái tiếng vọng mà từ ở không biết là 4 hốc bánh hay là gầm, nhưng mà mình nghe nó ổn hơn rất là nhiều rồi. Rồi mình anh em xem tiếp phần tiếp theo anh. Bây giờ mình đã đi đến đích và đây là Vincom của Sóc Trăng. Thì mình thời gian mình đi đến đây nó rất là dài, tại vì nguyên nhân là mình chờ phà nó lâu, chứ không phải là mình đi thời gian nó lâu nha anh em. Thì đây là phần trăm mình sẽ quay chậm lại cho anh em xem đó, tại mình đi một mình không có người quay. Thì cái lúc mình đi là 2.020 km, thì bây giờ mình đã đến được cái nơi sạc đó là 2.260 km, là mình đi được là 240 km. Thì bên tay phải mình nó còn lại phần trăm là còn lại phần 15%. Lúc mình đi á, là chỉ có 92%, là mình đi đến Sóc Trăng thì nó còn lại 15% là đã đến chỗ sạc đó. Thì khi mình đã đi đến chỗ sạc rồi thì bây giờ bắt đầu mình đi ăn uống để mình nghỉ ngơi đó. Lúc này nó cũng đã chiều tối rồi, cũng 6 giờ mấy rồi anh em, đến đây mình cũng đã đói rồi, mình đi ăn là đã vừa đủ cho mình luôn đó. Thì trong khi mình đi như thế này là cái số điện của mình đi là mình tính toán là chuẩn nhất và đi hao điện nhất. Anh em đừng có lo về đi 250 km, là mình bảo đảm 100% là được. Đó, mình rất hài lòng với chiếc VF5 này. Đó, khi mà mình đã đi từ phân khúc C mà mình xuống phân khúc A mình vẫn còn hài lòng. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả anh em. Thì anh em nào đã xem thì nhớ cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh để xem.